Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu. Nhiều phong trào mô hình thi đua được hội phụ nữ huyện đẩy mạnh như tổ phụ nữ đoàn kết với 25 thành viên, mô hình tấm thẻ nghĩa tình, mô hình hũ gạo tình thương, mô hình nuôi heo đất, mô hình mái ấm tình thương, vân vân triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Cửu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện bốn phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng gia đình 503 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.